Cơm chiên, cơm chiên. Này sáng chủ nhật này các bạn thấy không? Không thấy một bóng người luôn á. Không thấy một bóng người luôn. Giống như ở bên Việt Nam mình là cái ngày chủ nhật ha, vui. Đó các bạn thấy không? Nếu mà ở đây mà trống vậy nè, nếu mà ở bên Việt Nam là chỗ này là ngồi tụ lại nhóm 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 chủ nhật ngày vui ha, nhậu nhẹt đồ ca hát nè, nhưng mà ở đây nó ngược lại nè, chủ nhật nó trốn đâu hết không biết luôn nè, coi không có một mạng người luôn. Được hên lắm, được hai đứa nhỏ chạy ra thấy không, đây thấy không, bó tài. Ở Việt Nam mình là chủ nhật là nhốn nháo nhốn nháo. Trống quá trời trống luôn, như Việt Nam là sướng ha, đem lò kẹo kéo ra chơi đùng 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 liền, chủ nhật mà. Nhưng bên đây ngược lại, chủ nhật là không ai ồn ào. Để mình làm một cái, mình quay cái video này cho cả nhà coi cái cảnh buổi sáng ở chủ nhật của thị sĩ là vậy đó. Bó tay chưa, chỉ con gì nè đó, bó tay luôn.